Vào dịp cận Tết hàng năm, người Nam Bộ, đặc biệt là người Sài Gòn, tham gia tour du lịch trong ngày về làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Vừa được ngắm hoa đẹp, chụp ảnh, vừa chọn cho mình được những chậu hoa trái yêu thích về trưng bày cho những ngày Tết trong nhà. Làng hoa Sa Đéc ở Đồng Tháp khởi nguyên là làng hoa Tân Quy Đông, một làng nghề truyền thống hơn 100 năm tuổi, nằm bên bờ sông Tiền, quanh năm lộng gió, màu mỡ phù sa, ngập tràn ánh nắng và được mệnh danh là xứ sở của các loại hoa kiểng. Nơi đây cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp nên thơ và những trải nghiệm riêng có. Làng hoa Sa Đéc trồng nhiều hoa đẹp như cúc mâm xôi, cúc tiger, cúc đồng tiền, dạ yến thảo, cát tường, vạn thọ, hoa mười giờ, hoa dừa, đại phú, triều tím, liễu hồng, sát pháo, vân vân. Đặc biệt có khoảng 50 giống hoa hồng xuất khẩu như hồng Grada màu tím sen, hồng Cleopatra màu hồng phấn, hồng Corakit màu gạch tôm, hồng Marcel màu trắng, hồng Elizabeth Fernford, hồng Confident màu vàng hột gà, hồng nhung đỏ thấm mượt mà, vân vân. Xứ này còn nổi tiếng bởi các loài cây kiểng, có cây quý hiếm tuổi đã ngót 100 năm, bên cạnh những loài cây rất bình dị gần gũi như khế, cau, sung, si, mai. Qua bàn tay tỉ mẩn tài hoa của các nghệ nhân đã trở thành những cây kiểng với dáng hình đẹp, lạ. Riêng vạn niên tùng là loại cây thời thượng, được giới nhà vườn dí dỏm xếp vào hàng đại đế của các loại cây kiểng ở đất phương Nam. Từ các loại sơn tùng, ngọa tùng, tùng hổ phách, tùng Nhật Bản, đến kim quýt, ngược quế, mai vàng, mai chiếu thủy, các nghệ nhân đã không ngừng sáng tạo, hình thành nên các thế phu thê, mẹ bồng con, thác đổ, nghinh phong, hàm chứa nghệ thuật và triết lý sâu xa. Thank you.
khi những cánh én trao lượng báo mùa xuân đến, cũng là lúc hoa tưng bừng vào hội. Các loài hoa đua nở, tỏa hương, khoe sắc trong ánh nắng vàng nhẹ nhẹ của gió xuân như đón chào lữ khách về thăm. Theo những người dân địa phương, từ rằm tháng Chạp, tháng 12 âm lịch, các vườn hoa sẽ đếp bắt đầu vào mùa thu hoạch cho dịp Tết cổ truyền. Có những vườn hoa cho vào tham quan và chụp hình miễn phí. Có những vườn hoa được chăm sóc kỹ lưỡng với những loại hoa đẹp, sẽ thu phí cho du khách khoảng từ 5.000 đến 10.000 một người cho một vòng tham quan và chụp hình. Trong không khí nhộn nhịp khắp vùng, từng đoàn xe tấp nập đổ về, vận chuyển hoa kiển, rồi hối hả tỏa đi khắp nơi. Dọc bờ sông, trên bến dưới thuyền cũng tất bật chợ hoa những ngày giáp Tết. Nếu bạn đến đây trong những ngày cận Tết, rất đông du khách từ khắp nơi đến tham quan làng hoa Sa Đéc vào xuân, khiến bức tranh du lịch Đồng Tháp thêm bừng sáng. Có thể nói rằng làng hoa kiển Sa Đéc đã trở thành hội hoa xuân thơ mộng của miền Tây Nam Bộ vào những dịp cuối năm.